Hôm nay Mr. Hùng có công việc làm các bạn. Mấy đứa nhỏ nó phá bể cái bảng hiệu của tiệm Huyền nè. Hôm nay anh Hùng phải dán lại các bạn. Nó đi ngang, nó lấy tay nó đập vô á. Phá gì đâu luôn á. Mà cái bảng này của Huyền nó cũng bị đứt mấy cái đèn led đó, mấy cái bóng này các bạn. Ê, anh làm lên cái bóng đó là nó không có sáng đèn đó nha anh, tại cái đó màu đen mà. Một giây rồi. Gì dán là không còn thấy đèn, cục đen thùi lùi cũng đâu có được đâu. Giờ đâu còn cách nào nữa. Cho nên em kêu mua keo trong anh không chịu. Mua keo màu đen. Vậy là xịn lắm. Xịn. Đó cho nên là anh Hùng phải sửa. Về với anh Hùng được người khách tặng quà nha các bạn. Anh nè, kêu ra nè. À đâu đâu, để em quay lại. Cái rượu rồi nè. Rượu nữa con còn kẹo anh mới biết phải sao mà. Bây giờ ngã. Các người bạn cũng là người khách ha. Người khách. 2013 luôn. 2031. Không. 2021 đến 2021. À cái này với bếp green. Green. Cái này để Tết tụi Huyền khui uống nha. Khui uống xong chụp hình gửi ổng. Ổng cởi, ổng mới đóng một cái kho rượu, ổng 5-600 chai á. Ổng là thích uống rượu dữ lắm, cho nên ổng đợi đó, ổng uống hoài từ. Ổng có 5-600 chai nhưng mà ổng có cái hầm rượu á các bạn, ổng đóng để mà ổng cất giữ mấy cái này nè. Rồi ổng ghé vô ổng tìm kẹo với cho Alex nữa nè. Trời ơi. Nãy Alex có cảm ơn ung kênh John không con? Không, ổng đợt ổng đi, ổng sợ á. Ổng sợ bệnh ông lắm. Ổng kỹ lắm. Quá kỹ. Cảm ơn, mang cái hàng công giác. Rồi bây giờ để ở đây đi con. Dạ. Để em coi cái kẹo nè, kẹo gì? Đây nè, tặng cho Alex kẹo. Cái này thôi con để về nhà không mở. Thôi cho nó ăn cục đi. Này đảo kẹo nè. Dạ. Màu vàng. Màu vàng hay. Tội nghiệp lắm, ổng sợ lắm, ổng không dám bắt tay, ổng không dám vô, ổng đứng phía sau á. Đây Huyền cho các bạn coi khoai lang của Huyền đây. Trời ơi, ngon ác luôn các bạn. Ngon lắm luôn. Cái này mà có dưa mắm hay là ba khía gì á ăn chung ha. Đã luôn đó nha. Để Huyền kể cho các bạn nghe khách của Huyền một chút ha. Cái lúc mà tụi Huyền mới mở tiệm các bạn, xong rồi thì khai trương ra được có một tháng rồi bắt đầu cái nhà hát cất, thì người ta đào đường hết nguyên một cái con đường này luôn, thì nó bao lại các bạn, cái tiệm mình nằm giống như trong cái lồng chim vậy đó, không có ai mà đến được hết á, chỉ đi ngã sau ha, có cái đường đi ngã sau thì có người biết người không. Mà lúc đó tụi mình mới mở ra có một tháng là bị như vậy á các bạn biết không, tháng đầu thì bán được quá, cái xong cái đường nó đóng vậy đó thì khách muốn tới mà tới cũng không được. Cái Huyền có một cái ông khách đó, ổng lại cái ổng nói là ổng muốn giúp đỡ tụi Huyền về tài chính ha anh ha. Ổng nói là ổng muốn giúp đỡ tụi Huyền về tài chính, mà Huyền với anh Hùng tưởng đó là nói dốc các bạn, kiểu như ổng chỉ nói chơi vậy đó. Cái Huyền với anh Hùng mới nói là không có cần đâu, tại vì hiện tại khách cũng lại nó không có nhiều như lúc tụi Huyền mới khai trương, nhưng mà khách vẫn đến các bạn, leo rào vô luôn. Tại lúc đó có mình lên tiệm Huyền à, rồi người ta đi vòng ngã sau á, hồi đó là tụi Huyền mở cửa sau, tại vì cửa trước thì đóng hết rồi, giống như là ở trong cái lồng chim vậy đó đó ha. Thì đó là một người khách. Rồi cái hồi đợt dịch thời vừa rồi tụi Huyền nghĩ đó, khi mà dịch vừa ập vô là ở nơi này lockdown các bạn, là bắt đóng hết tất cả đó, thì có hai vợ chồng đó người Pháp với các bạn, cũng là khách quen của tụi Huyền, vẫn còn ăn tới bây giờ luôn. Thì bà mới nói là bà muốn giúp đỡ tụi Huyền, bà muốn xin số tài khoản của anh Hùng á để mà bà giúp đỡ. Huyền với anh Hùng chỗ ngạc nhiên luôn các bạn. Bà nói thật chứ bà không có nói dốc đâu, bà gọi điện bà nói các bạn, tại vì bà nói không có tiện đến tiệm nói mà bà gọi điện cho anh Hùng và bà nhắn tin nữa. Thì anh Hùng mới nói là không có sao đâu, cái này ở bên nhà nước sẽ giúp cho tụi Huyền á, cho nên là không có cần á. Rồi các bạn coi thấy thương không? Cho nên ở đây á, Huyền với Hùng may mắn gặp rất là nhiều người khách dễ thương vậy các bạn. Huyền nói không có phải là khách nữa mà giống như là những người bạn với nhau vậy đó, người ta lại người ta hỏi thăm được nhiều thứ lắm.
Noel á cũng có vài người tặng hồi mấy năm trước á, thì người ta tặng cho Huyền mấy cái lọ như này các bạn, ở trong nó trang trí rồi có đèn này kia nữa. Mình không có tặng gì cho khách hết trơn mà khách tặng ngược lại cho mình. Nó nói tại vì tụi Huyền làm ăn đồ ăn ngon là được rồi. Có nhiều cô chú muốn Alex nói tiếng Naui cho cô chú nghe thì Alex nói tên, Alex giới thiệu đi. Alex tên gì? Dạ, tên Alex. Rồi Alex bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Alex đang học gì? First day class. Rồi bây giờ Alex hỏi cô chú rồi, hỏi cô chú vô khỏe không đây? Mắc cỡ. Bây giờ Alex nói tiếng Naui gì với chú, cô chú cũng được hết á. Ba vô sổ tiếng Naui với Alex nè. Tại vì cô chú muốn ba. Hi Alex, what you doing? Nothing. Nothing. Okay, let's go for school. Let's not. Yeah. And then, okay. Không nói trời ơi, mắc cỡ mẹ mắc cỡ. Alex. Đó. Hồi hôm qua tụi Huyền đi siêu thị châu Á, tụi Huyền mua trái dưa hấu để dành ăn Tết các bạn. Alex đòi ăn dưa hấu. Hôm bữa đó có nhiều bạn nói tại sao Alex đòi mua mà Huyền không mua. Alex nó đòi ăn chôm chôm các bạn. Nó đòi ăn chôm chôm, nó nói là ăn cái trái gì tròn tròn giống ở Việt Nam á thì là trái chôm chôm á, nó thích ăn đó, nó ở Việt Nam nó ăn á, mà ở cái tiệm châu Á đó thì các anh chị đó chưa có đem trái cây Việt đồ về nhiều các bạn, tại vì còn mới á, có thể là tuần sau cái gì đó thì tụi Huyền lại, tụi Huyền kiếm nhãn thì tụi Huyền không thích ăn lắm, chôm chôm hay là mãng cầu hay là măng cục đồ á thì thích ha. Anh không thích ăn vú sữa rồi. Nhất là vú sữa nè, xoài nè, với lại dừa. Uống nước dừa. Còn mít với sầu riêng thì mình không ăn được. Cho nên Huyền mua, Huyền cũng mua sầu riêng, mua ít à. Nhiều quá cái có mình lên Huyền ăn à. Anh Hùng không ăn. Mít với sầu riêng ở bên này là quá đắt luôn. Ồ, mít với sầu riêng. Bán chạy dữ lắm. Cái lượng nó mắc là bán chạy từ 2 kg cái đó người ta sẽ đầy. Mà sao mà lấy cây này rồi không muốn lấy cây đó nó mà. Nhưng mà bên này nó gặp toàn là trái cây Thái không ạ? Của Thái á. Dạ. Mà cái cây thẳng này nãy cái cây con này. Nam mới nghĩ là trồng nhiều hơn Thái nha nè. Nhưng mà ở Thái hình như người ta làm ăn chất lượng thì người ta dễ nhập đồ. Với lại cái đường bay thẳng qua nuôi nè, dễ gửi lắm. Mà nó không thích cái cây đó. Tụi Huyền uống đỏ đi. Ngon quá. Nhưng mà tụi Huyền ra sớm, làm xong công việc cũng sớm. Bây giờ mới mở cửa chút xíu à. Khách mùa này thì ăn hơi trễ á các bạn. Hơi trễ chút á. Giống như hôm qua, trời ơi, tới 5 giờ rồi mà bán mình thấy chậm á, bán ít á, mà qua cái 5:30 tới 6 giờ rồi làm luôn, tới đóng cửa luôn các bạn, dồn là đúng có 1:01 đó ăn à. Có ăn không? Ăn giỏ hả? Nó cũng hảo khoai lang lắm. Mời các bạn khoai lang ăn da luôn đi. Ăn da luôn đi. Cái ở ăn cái da nó hơi có muối mặn mặn ngon. Ngọt nó hả? Dạ ngon lắm. Lát cũng biết ăn khoai lang nữa ta. Trắng ngon dẻo. Nó hảo. Ăn cái này nhớ Nha Trang quá hả? Nhớ gì? Nha Trang mỗi lần tối mình đi ăn hà, đi ra ngoài đường mình ăn khoai lang nướng á. Khoai lang nướng. Ăn hàng ngồi ở ngoài biển á, mát á, ăn cái này cũng vui lắm. Lần tối hả? Ăn cái này có lẽ uống nước mía rồi. Vui. Mình khoái khoai lang mình nướng mỡ hành các bạn. Khoai lang nha, cắt lát 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 ra xong rồi nướng cho nó hơi giòn giòn ha. Xong chấm mỡ hành. Oh my god. Ăn mỗi tay luôn, mỗi miệng. Bóc mỗi tay, nhai mỗi miệng.
ăn củ khoai lang này no đến chiều luôn nè. Chút xíu nữa mình xào mì cho hai cha con ăn hết cả. Ăn xào mì cho chú. Rồi. Khách không gọi sao gọi 3-4 cuộc một lượt các bạn. Làm nhé. Hôm nay còn sớm sớm, coi có ai không? Vô có khách không? Coi có khách không để mình quay cho các bạn coi. Dạ. Anh tháo cái bọc thân lớn này hết rồi. Mình định quay xuống mà hết chỗ quay cái điện thoại xuống nó bị cản đó các bạn. Cho nên là chút xíu nha, khách đang đợi ở ngoài để mình làm xong chút sẽ quay cho các bạn coi mình làm. Em nghĩ anh chiên cái đó trước đi. Chiên nào? Chiên đấy. Đúng rồi, chiên đừng cái đây phải không? Dạ dạ. Chỗ Huyền hot mấy cái này lắm nha các bạn. Bán dữ lắm. Bây giờ Huyền muốn bán Maki không khỏi, cần bán Nigiri cũng được khỏi, sẽ cá. Khỏi làm cá cũng được. Cá gì đâu mà bây giờ lên giá tôi sợ. Gần Noel là cá lên giá các bạn. Đây nè, ở đây người ta đặt thêm mấy cái sao đặc biệt của tiệm Huyền ha. Ừ, sao tự làm à, mấy cái sao đặc biệt đó đặt thêm để mà ăn với cái này á. Tại vì thường thì mấy cái này Huyền chỉ cho thêm nước tương thôi. Còn ai muốn ăn mấy cái loại nước sốt đó thì người ta sẽ mua thêm. Nha. Cho tới 92 đồng rồi. Mua đó, các 6680 mà cho 92.700. Ở khách tới đây mỗi lần như 10 người cho 9 rồi. Mà các bạn biết không, nhiều người khách lại bây giờ ở Na Uy nó đang có những cái giới nghiêm mới á các bạn. Đang có những cái luật mới đó, cho nên ta sợ tụi mày nghỉ. Sợ lắm. Sợ đóng quá. Người ta cứ hỏi tụi mày không nên đóng, tụi mày chỉ cần đeo khẩu trang, rửa tay này kia thôi, đừng có nên đóng nữa nha. Cho dù người ta không có ra đường ăn nhưng mà người ta cũng vẫn gọi đặt đem về ăn á. Cho là người ta thích ăn sushi của mình nè. Nói cái bệnh dịch này nó đang lây nhiều nhà, tụi mày có định nghỉ không? Tụi mày không nên đóng, nói vậy đó. Không nên đóng nữa nha. Tại vì hồi đợt rồi tụi Huyền đóng cũng lâu quá bạn. Quá lâu luôn á, cái đó là quá lâu luôn. Với lại tại vì hồi đầu bây giờ tụi Huyền không có được nghỉ, xong cái nghỉ cái đã quá các bạn biết không, cái nghỉ tới luôn á. Rồi cái bây giờ người ta thấy đang lây trở lại nhiều quá các bạn. Xong rồi cái người ta mới hỏi tụi Huyền, khách cứ vô hỏi gì chứ đợt này tụi mày có đóng nữa không. Tụi mày không có nên đóng, tụi mày chỉ còn có cái ông già đấy, anh ổng dạy ha. Tụi mày đeo khẩu trang rồi khoảng cách rồi mày kêu khách rửa tay thôi, tụi mày vẫn mở nha, đừng có đóng nha. Cho nên mình đứng đây mỗi lần khách vô mình đeo lên, không thì mình tháo này cũng được, chứ mình không có quen. Nếu đeo vào bài thì nó thấy nó anh nhớ cái hôm bữa mà quá trời đông không, mình đeo hồi mình làm mình muốn xỉu các bạn. Nó stress mình rồi thêm mình bị ngọt nó, trời ơi, nó bây giờ em không đeo được nha, em mệt quá rồi. Không mà em đứng lúc có chân mà khỏi cần đeo cũng được. Dạ. Chứ là ở đây mình có cái kính này này các bạn. Ở Na Uy bây giờ hiện tại giờ là tiệm nào cũng phải có một cái kính như này nè. Để cho nó che bớt khi mình nói chuyện á. Nhưng mà thật ra người ta cũng biết đó các bạn, người ta cũng nói chuyện, người ta đứng khách xa à. Với lại từ ngày mình ra đây tới giờ thì khách tập mít đang ở đây. Dạ. Mang về thì nhiều. Mang về nhiều lắm. Dạ, cũng an toàn cũng được. Có mấy hôm trước á ha, mấy hôm nay thì ít nữa bắt đầu có những cái luật mới rồi thì thấy ít ra đường nữa các bạn. Dạ. Thì thấy vui lắm, người nào lại cũng hỏi chứ. Không nên nghỉ nữa, mày đừng nên nghỉ nữa, nghe nhiều người nhớ tụi mày lắm. Dạ. Vui. Rồi mang về cũng được, cũng tiện. Ừ. Mang về cũng khỏe, khỏi rửa, khỏi dẹp nhiều. Dạ. Đó thì cũng vui á bạn, làm mệt nhưng mà có thấy người ta thích, người ta mến mình á, cho nên là vui lắm.
quên đi cái mệt thôi. Dạ. Đó, mình có điện thoại tiếp. Cái này là tàu hũ nha các bạn. Đó, cá cá hồi ha, và lại cá tuyết. Cái tàu hũ. Cái này bây giờ Hường để không được, nó bị Alex nó tháo cái này nó bị hư rồi nè các bạn. Cho nên là Hường để mà Hường để quay xuống thì Hường quay á là nó rớt cái điện thoại xuống rầm rầm à. Chắc phải mua đồ nghề mới á. Đây nè các bạn thấy không, chỗ này nè nó trơn á. Đó, cho nên là bây giờ Hường không có quay chỗ Hường làm khó là vậy á. Mình sẽ nấu cơm ha, sợ hồi sẽ không có kịp á. Anh chiên hay là sao? Anh chiên cá với là chiên tôm cho em. Năm mà nấu năm rồi đó. Bữa nay tiệm Huyền là ngày chiên, chiên quá chiên. À với lại sao ngộ các bạn, tiệm Huyền hồi trước mà đóng đóng cửa do dịch đấy ha. À cái đó chili mayonnaise cay chút xíu lát trong tay được mà. Thôi vô ăn đi con. Rửa tay chưa? Rồi vô ăn đi, cầm cầm cái cục ở giữa ăn á. Ở ngoài cái nào cứng hết cứng được. Thì con vô ăn đi. Cái tiệm của Huyền hồi đóng thì ở trong cái điện thoại khi mà người ta gọi tới á thì ở trong đó nó sẽ nói là mình đóng với các bạn. Nhưng mà tới bây giờ giật nó vẫn bị kẹt các bạn. Khách gọi lại xong mà nó bị đóng, có người gọi được có người không ha anh ha. Có bạn nào biết lý do không, cho mình xin lý do. Ngộ lắm. Ngộ lắm. Có điện thoại gọi được, có điện thoại gọi được, nói gì đó. Nói là cái cửa tiệm mình đang còn đóng nghỉ dịch đó các bạn. Tại vì trong cái điện thoại, ví dụ như các bạn gọi lên đến nơi đâu, cái nó gọi đến đó xong rồi. Ví dụ như điện thoại của mình đang nói gì cho các bạn dễ hiểu nè. Thì gọi đến thì Uri Sushi ha. Thì chờ một chút thì có sẽ có người bắt máy, ví dụ như là vậy. Nhưng mà gò có những cái tụi Huyền gắn trong đó, khi nào mà tụi Huyền đi du lịch á thì cái điện thoại đó sẽ trả lời là tụi Huyền đang nghỉ hè ha các bạn. Xong rồi cái hôm mà Huyền nghỉ dịch á thì tụi Huyền cài ở trong cái điện thoại là tụi Huyền nói là nghỉ do corona. Thì khi mở lại thì tụi Huyền sẽ sửa cái điện thoại lại nó bình thường, nhưng mà nó vẫn còn bị kẹt các bạn. Có nhiều người gọi vô thì người ta nghe nó là như vậy á, khách quen của Huyền á hổm rài lại người ta nói quá nhiều luôn. Nhưng mà khi mà tụi Huyền gọi lên cho tổng đài của cái mạng đó, người ta không tìm ra lý do các bạn, không hiểu sao. Cho nên là có người người ta coi, có người ta theo dõi Facebook của Huyền á thì người ta Facebook cái tiệm người ta biết, còn có người thì người ta không biết đó. Nhưng mà mấy hôm nay thì mình cũng ít nghe người nói, mà hôm qua ha là lại có người nữa. Mình tưởng đó là cái điện thoại nó hoạt động là bình thường ha. Nhưng mà có một cái ông khách nó lại, ông nói là tại sao mà tao gọi hoài không được, cho nên là tao đến đây để mà tao đặt á. Khách vui. Đó, ông nói gì đó. Ông gọi là ông đặt á các bạn. Không có được, cho nên là ông phải chạy tới đây. Anh Hùng mới nói là ảnh không biết lý do nữa, trên mạng người ta tìm cũng không có ra. Ok, mình stop chút nữa, mình sạc pin, hết pin rồi. Trong cái xui có cái hên đó các bạn. Nhờ mấy thằng đó phá mà tự nhiên bây giờ mấy cái đèn đó nó cháy rồi hết. Hôm bữa là cái chữ sushi nó bị tắt á, bị tắt hết chữ U á, mà hôm nay nó cháy lại rồi nè. Ủa
phục vụ cho khách xong, bây giờ phục vụ cho hai cha con Alex nha các bạn. Cái này mình xào mì cho hai cha con ha. Ôi sao khó vậy. Xong rồi. Hồi trước mình cũng có bán mấy món này đấy các bạn ha, mà bắt đầu làm hết nổi rồi, nó nhiều quá, sushi đồ ở dưới này. Cái này mình cũng bán được lắm nhưng mà mình làm không nổi nữa, cho nên là mình dẹp, mình chỉ làm bên sushi thôi cho nó đỡ cực á các bạn. Ngon không? Đó, thì cái này chút xíu nữa về nhà cho Alex với anh Hùng ăn ha. Cái này mì xào tôm nha các bạn, hấp dẫn lắm á. Mấy món này nè, thỉnh thoảng bây giờ khách cũng hỏi Huyền á, nhưng mà Huyền không có làm nổi nữa. Nhà em có hai chàng thanh niên, nhà em có hai chàng thanh niên, chàng nào cũng giỏi. Đây nè, thấy chưa, tự giác không các bạn ơi. Nãy giờ lao cái tủ này của Huyền quá trời luôn á, lao mép ngoài á, tại vì cổng hay lại vịnh vịnh phía ngoài nè, giỏi quá. Cưng quá à. Con mới chùi hơi hơi hả? Dạ, mới đi chơi về nè, gật chưa kịp cởi nón ra là thấy Huyền chùi là phóng lên chùi liền. Đó, chùi mà cái mỏ sệ luôn kìa. À, có chị nói là trả lương cho lát, trời, sắm đồ với sắm đồ chơi còn hơn tiền trả lương nữa các bạn ơi. Đó, gán Alex gán theo đi ha, mà mốt Alex truyền lại cho Alex nè. Alex nói nghiệp. Alex thích làm sushi không con? Alex thích làm sushi không? Nói vậy trời. Giờ này Huyền đóng cửa mà điện thoại nó còn reo nữa các bạn. Thôi giờ mình ăn rồi. Anh trai anh nói không? Nói đóng 8 rưỡi cho khách nó biết luôn không? Định đem về nhà ăn ha, mà Mr. Hùng cầm lòng không đậu cho nên ăn luôn. Ăn tôm nè. Hồi trước mình bán cái mì này đắt quá trời đắt luôn nè, không có thời gian làm. Bây giờ tôi Huyền nghỉ rồi mà khách vẫn còn hỏi. Bỏ lâu rồi. Bếp. Đi thấy mặt trời, về thấy mặt trăng. Trăng hôm nay tròn phăng phất luôn các bạn ơi. Cái thằng này nó nghe nhạc úng sùm mà coi kìa. Đó thôi, bây giờ tụi Huyền về đây các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nhé.